Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết cuối ngày 13 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết đã xuất hiện rất xấu ở Bắc Bộ với nhiều điểm mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Trong đêm hôm nay, mưa vẫn đang xảy ra trên khu vực. Sang tới ngày mai, mưa vẫn còn xuất hiện diện rộng nhưng cường độ sẽ giảm nhẹ, phổ biến các tỉnh vùng núi phía Bắc là từ 30 đến 50 mm và khu vực đồng bằng là từ 20 cho đến 40 mm. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay cũng như ngày mai ở Bắc Bộ phổ biến trong khoảng là từ 29 cho đến 30 độ. Độ ẩm trung bình ngày vượt trên 88% nên thời tiết diễn ra mát mẻ. Khả năng dông và lốc xoáy sẽ không còn lặp lại trong những ngày tới. Tuy nhiên, bà con vùng núi hết sức lưu ý. Sau đợt mưa lớn, khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lũ quét, lũ ống và sạt lở đất nên trên khu vực vùng núi là rất cao. Các tỉnh thành như là Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, bà con cần hết sức đề phòng. Sang tới ngày 15 và ngày 16, giải mây dông gây mưa sẽ hoạt động yếu dần. Chính vì vậy mà thời tiết ban ngày chuyển tạnh ráo, trời nhiều mây nhưng mưa chủ yếu là chỉ còn xuất hiện vào sáng sớm hoặc tầm buổi tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ tăng chậm lên ngưỡng là từ 31 cho đến 32 độ. Trong ngày hôm nay, thời tiết ở Bắc Trung Bộ đã có sự chuyển biến. Phía Bắc từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh không còn nắng nóng. Cả ngày trời nhiều mây, riêng Thanh Hóa và Nghệ An đã xuất hiện mưa rào. Theo dự báo, đêm nay và sáng mai, mưa rào vẫn xuất hiện ở hai tỉnh thành này. Khu vực Bắc Hà Tĩnh cũng chuyển mưa rào nhẹ vào chiều tối ngày mai. Và đối với khu vực phía Nam, từ Huế trở vào, nắng nóng tiếp tục duy trì ở mức nhiệt cao là từ 35 cho đến 37 độ. Trời vẫn hầu như là không mưa trên khu vực này. Tuy nhiên, nắng nóng sẽ tạm thời xoa dịu hơn với ngưỡng nhiệt độ cao nhất ngày đã giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ. Ngoài ra, độ ẩm vào trưa chiều cũng có xu hướng là tăng yếu khoảng 5%. Dự báo tại đây vẫn sẽ tiếp tục duy trì tình trạng là ít mưa trong khoảng ít nhất là 5 đến 7 ngày tới. Thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong khoảng 3 ngày sắp tới, tình trạng ít mưa sẽ phần nào được cải thiện. Thời điểm mưa rào chỉ thu hẹp trong khoảng từ 5 giờ chiều tới 8 giờ tối với lượng mưa là dưới 10 mm và vùng mưa chủ yếu tập trung ở vùng miền Tây của Nam Bộ, các tỉnh thành như là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp và Hậu Giang. Các khu vực khác phải sang tới ngày 16 mới có xu hướng là xuất hiện mưa rào nhẹ. Đối với các tỉnh thành Tây Nguyên, 3 ngày tới vẫn nằm trong xu hướng là ít mưa. Tuy nhiên, một số tỉnh thuộc phía Nam và phía Bắc như Kon Tum và Lâm Đồng có thể cũng chuyển mưa với cường độ là từ 5 đến 10 mm vào khoảng chiều tối từ ngày 15. Chính vì thế mà nhiệt độ cũng có xu hướng là giảm nhẹ dần trong những ngày tới, phổ biến dưới ngưỡng là 32 độ tại khu vực Tây Nguyên và dưới 34 độ cho các tỉnh thành miền Nam. Trên hầu khắp khu vực Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thịnh hành gió Tây Nam cường độ trung bình. Trong đó, khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 5. Ngoài ra, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ trong hôm nay và cả ngày mai chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông, đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Như vậy, tại Bắc Bộ trong ngày mai tiếp tục mưa diện rộng, có mưa vừa, có nơi mưa to, bà con vùng núi cảnh giác cao độ với lũ quét và sạt lở đất. Sang ngày 15, ngày 16, mưa giảm nhanh ở phía Nam của Bắc Bộ, vùng núi cũng giảm cường độ mưa dông. Khu vực miền Trung thì ít mưa, ngày nắng nóng, riêng Bắc Trung Bộ ngày 13, ngày 14 có mưa dông rải rác. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì thời tiết ít mưa, ngày nắng. Từ chiều tối ngày 14 có mưa rào nhẹ rải rác. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.